Một nữ tu trẻ 32 tuổi qua đời vì Covid-19. Xin cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Maria Trần Ngọc Thảo Linh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên Facebook Hoa Trên Ngàn của cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn dòng Chúa Cứu Thế có tựa đề bài viết: Kính xin quý cha, quý tu sĩ cùng mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn sơ Maria Thảo Linh, học viện dòng Nguyễn Thánh Giá vừa qua đời lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8, 2021 vì nhiễm COVID-19. Sau đây là cáo phó của hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng ký con Đức cha Phêrô Lambe de Lamotte. Cáo phó: trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt kính báo nữ tu Maria Trần Ngọc Thảo Linh, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1989 tại Đồng Nai, khấn lần đầu ngày 22 tháng 6 năm 2015, đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2021, hưởng dương 32 tuổi, khấn dòng 7 năm. Kính xin quý Đức Cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ, quý ân nhân hiệp thông với gia đình hội dòng chúng con trong lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ. Kính báo thay mặt hội dòng nữ tu Maria Đoàn Thị Thu Nga, tổng phụ trách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.